bây giờ là thông tin chi tiết thưa quý vị và các bạn một cô gái 24 tuổi đã bị tiêm nhầm sữa rửa mặt khi đến một cơ sở spa ở thái bình để tiêm meso làm đẹp tình huống này khiến cô phải nhập viện điều trị đây là những vị trí trên mặt cô gái đã tiêm dẫn đến đau bút cứng đờ da mặt khi chuyển vào trung tâm chống độc của bệnh viện bạch mai các vết tiêm sưng bầm tím có khối cứng dưới da may mắn sau vài ngày điều trị tình trạng đã cải thiện mặt bớt sưng trước đó khi đến một spa gần nhà để làm đẹp cô gái đã mang theo sữa rửa mặt đựng trong túi bóng và meso khi đang tiêm thì mới phát hiện nhân viên lấy nhầm sữa rửa mặt bác sĩ khuyến cáo riêng việc tiêm làm đẹp tại spa hay tiệm cắt tóc gội đầu đã là một hành vi sai trái tiềm ẩn nguy cơ biến chứng chưa kể sự nguy hại khi họ không có chuyên môn bởi vì là cái hóa chất bệnh nhân tiêm vào vùng da mặt ban đầu thì mình chưa xác định là là hóa chất bản chất là gì có thể là các cái axit có thể là bazơ có thể là các cái hóa chất ăn mòn có thể gây tổn thương da tổn thương các cái uh, tổ chức dưới da thậm chí là ăn sâu vào cơ và mạch máu dẫn đến là có thể hủy hoại khuôn mặt của bệnh nhân nếu mà không điều trị uh, tích cực ngay từ giai đoạn đầu thì có thể dẫn đến là uh, tổn thương hoại tử rồi là áp xe vùng tổ chức dưới da